Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Quan hệ đối ngoại, hợp tác có những kết quả tốt, vị thế của tỉnh được nâng lên. Tuy nhiên, khó khăn thử thách vẫn còn nhiều. Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017, đòi hỏi phải tiếp tục có sự lãnh đạo, chỉ đạo với quyết sách đúng đắn và quyết tâm lớn, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trên tinh thần đó, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này thực hiện chức năng giám sát sẽ thảo luận, xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ đến cuối năm 2017. Các báo cáo của thường trực các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của các cơ quan tư pháp, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri, báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân địa phương, tổ chức chất vấn một số vấn đề nổi lên mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh nhà quan tâm. Về thực hiện chức năng quyết định, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thảo luận thông qua 22 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế xã hội và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các nội dung trên đã có một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, công phu để trình kỳ họp hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà. Nội dung của kỳ họp rất quan trọng và rất nhiều. Để kỳ họp đảm bảo có chất lượng, thực hiện đúng chương trình, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, đáp ứng với yêu cầu, nguyện vọng, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Đề nghị các vị khách mời quan tâm dự và đóng góp ý kiến tại kỳ họp. Đề nghị các vị ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo, sở, ban ngành tham dự kỳ họp đầy đủ, có trách nhiệm phát biểu thảo luận, giải trình và trả lời chất vấn về những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì các đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri tỉnh nhà. Với tinh thần trên, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.